Ngày hôm nay thì tôi sẽ có một trải nghiệm khá là thú vị, đó là làm những món quà xinh xắn như thế này từ chính những cái bức ảnh chân dung của gia đình mình. Thay bằng việc các bạn phải chờ đợi rất là lâu để có thể nhận được một cái sản phẩm handmade được làm bởi những nghệ nhân bạn tạo tác thủ công, các bạn có thể trực tiếp đến đây và chọn lựa những cái chi tiết để có thể tự mình ghép thành một cái sản phẩm hoàn thiện để làm quà tặng và một cái vật phẩm kỷ niệm. Khi tới đây, mỗi người sẽ lựa chọn từng chi tiết để vẽ nên bức chân dung mà mình mong muốn. Từ khuôn mặt, chân mày, kiểu tóc, áo, các phụ kiện như kính, mũ, vòng, cho đến cả nền bức tranh và từng chữ viết. Đặc biệt, với mỗi chiếc áo, mũ hay phụ kiện bé xíu đều được mô phỏng tỉ mỉ y như thật. Thì từng cái chi tiết nơ bé xíu ở trên cái mũ len hay là cái đính đá, những cái họa tiết nơ thế này bọn mình đều phải làm bằng tay, nó rất là bé. Nó rơi vào khoảng 3mm trong một cái nơ bé xíu thế này. Đây là một cái vấn đội đầu dành cho bộ áo dài Việt Nam. Ví dụ như là mũ con thỏ này, từng cái chi tiết ví dụ như cái miệng mắt con thỏ để vẽ tay và đính những cái hạt đá ở giữa mũi. Bọn em đến đây để chọn những món quà này để nhân dịp ngày 8 tháng 3 làm cho các bạn nữ ở lớp em ạ. Mình làm cho chân dung của mình. Lúc đầu là để ý định làm một cái thôi, nhưng lúc sau là thấy xinh quá nên làm hai cái luôn, có hình bố và chị gái và mẹ và em bé. Em ấn tượng nhất là cái phần chọn lựa cái đặc tính trên khuôn mặt của mình. Em nhờ các bạn cho thêm phần kính, khăn tai và râu, nó trông như em ngoài đời thật với một phiên bản hòa đình. Hai giống con ở mái tóc, áo này rất là đẹp và con rất là thích nó. Một điều đặc biệt nữa mà không phải vị khách nào tới trải nghiệm cũng biết được, đó là mô hình trải nghiệm độc đáo này hoàn toàn do các bạn trẻ Việt tạo hình từng sản phẩm và đã ấp ủ rất lâu để hoàn thiện một nơi mang đến nhiều niềm vui và bất ngờ cho các bạn trẻ và cả du khách nước ngoài khi có dịp ghé qua. Cái mô hình này thì mình đã ấp ủ cách đây 6 năm với rất là nhiều những cái lần thử xem là cái vật liệu nào sẽ phù hợp và cái cách để mà mô hình để mọi người dễ dàng thao tác nó như thế nào. Khá là tự hào khi mà người Việt mình có thể làm một kiểu style như thế. Nó sẽ giữ được cái kỷ niệm khá là lâu dài. Mình cùng ngồi với cả bạn bè nói chuyện và cùng làm tạo nên những cái khoảnh khắc khá là đẹp. Bình thường là cuối tuần là chỉ cho các con ở khu vui chơi thôi, nhưng mà bây giờ là có thêm những cái trải nghiệm mới cho con. Mang tính trẻ trung khá là đặc biệt. Cái tính cá nhân khá là đơn giản nhưng mà vẫn mang lại cái độ hiệu quả. Tôi đã hoàn thành xong món quà của mình ngày hôm nay. Và hy vọng đây sẽ là một gợi ý thú vị cho các khán giả của VTV3 sẽ có thêm thật nhiều những khoảng thời gian vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình và bạn bè của mình.